Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ lắp ráp Slubin. Đây là bộ lắp ráp cô Ngọc tặng mình. Con cảm ơn cô Ngọc. Đây chính là bộ trò chơi xếp hình mô hình Lego nè, xếp thành một thành phố luôn nha. Đây là quà sinh nhật của cô Ngọc tặng cho Hân Vũ và Uyển Phong. Tổng cộng là có 20, có thể là hơn 20 mẫu xếp lận đó. Bây giờ đây là một công trình xây dựng của Renny. Renny đang xếp bữa giờ nè. Renny thì xếp nhà, còn Nguyễn Phong thì phụ xếp hình xe, hình người, những cái chi tiết nhỏ nhỏ rất là nhiều nha. Đó. À, từ từ rồi, để mẹ mà hỏi đã. À, đây là chị Hai đang xếp nè. À, chị Hai đang xếp rất là giỏi nha, phải có mẫu đếm nữa. À, có mẫu đếm nữa, đếm ráp ở vị trí nào. Lúc nào cô Ngọc ngồi kế bên hỗ trợ. Anh này rất là xiên xếp. Còn Uyển Phong là Uyển Phong làm được gì vậy con? Con xếp được gì vậy? Cái đâu, ví dụ cái nhỏ nhỏ là cái nào con xếp cái nào đâu. Rồi bây giờ là giờ hai chị em đã hoàn thành gần xong công trình của mình rồi ha. Đó, hai chị em gần xong công trình của mình rồi. Khi nào mà thành một thành phố luôn á thì Mẹ Ti sẽ quay lại thêm một clip nữa để cho hai chị em coi cái công trình của mình đã làm như thế nào. Đây là gì? Đây là nhà ở phải không? Đó, một thành phố. Đây là nhà ở, có xe hơi nè, có xe Vespa nè. Rồi đặc biệt nè, đặc biệt nhà này sao? Nhà này mở ra được không con? Được. Đâu con mở ra nè. Đó. Mà đây là một trò chơi này rất là công phu nha. Ở bên ngoài là cái nhà, nhưng mà bên trong mình còn phải làm cả nội thất nữa. Đó. Có giường nè, có bàn trang điểm, có bộ ghế salon nữa. Rồi đóng vô. Mình đóng nhà vô đi. Mình đóng nhà vô nè. Rồi tiếp theo là một cái nhà khác nữa. Mỗi nhà là một cái mẫu khác nhau ha. Đây nhà, bạn này đang làm gì vậy Uyển Phong? Bạn đang soi gương. Có con mèo đứng kế bên nữa. Còn bạn này? Bạn nó đang cầm cái quạt. Bạn đang nóng quá, bạn lấy quạt luôn. Nóng quá quạt luôn. Nhà có cầu thang xoay ở bên ngoài đẹp nè. Đó, có vườn hoa nữa nè. Rồi, tiếp qua nhà này. Đâu, nhà này? Nhà ăn. Đâu, nhà ăn phải không? Đây, con mèo đi chơi. Đó, có cái sân vườn để cho mọi người ngồi ăn nè. Thêm một cái xe hơi này, chẳng có bánh xe nữa nè. Đâu trò chơi đâu con? Đâu? Đây là trò chơi cho em bé nè. Em bé, ba mẹ ngồi ăn em bé chơi nè. Còn đây là gì? Đây là nhà gì? À, khách sạn nè ha. Trong khách sạn là có bàn, có giường đó nè. Là mình phải ráp bên trong nữa. Đó, đằng trước khách sạn có bạn để đạp xe đạp. Nha, tiếp rồi con, qua đây. Đây là nhà gì nè? Kéo ghế quá. Đây là nhà gì? Đây là nhà ăn kem uống nước đúng không? Đây là nhà ăn kem. Đó,
bên trong nè, đó bên trong có cái quầy bếp, gian bếp để làm đồ ăn nè, làm bánh, làm nước nữa nè. Ăn bánh mì nữa, đây là có con chó, cửa hàng này có con chó. Ừ, đây là xe gì? Xe kem. Đó. Nó có thể chạy. Xe kem. Còn đây nữa. Còn đây là người ta đem hát, có một người ăn vừa coi. Rồi. Đây là người đánh đàn. Đó, con kem. Cây. Còn đây nhà gì? Nhà ăn. Ăn bánh mì với lại uống nước. À. Còn nhà này là nhà pizza. Rồi, đây nhà bánh pizza nè. Có... Không phải. Có chú này đứng đằng trước uống nước nè. Nhà trò chơi pizza. Đó, đánh pizza, có cái bàn pizza nữa nè. Đó. Bàn chơi pizza đó. Rồi, còn đây. Tía. Đó. Đây là gì? Tiệm làm tóc. À, beauty salon nè, bán hiệu, có bán hiệu đàng hoàng luôn nha. Yeah. Ừ. Đó, có khách ở trong nè, có cái bồn ngồi nằm gội đầu nữa nè. Còn đây là đài phun nước. Đó, đài phun nước ở trong công viên nè. Để mình chỉ mới ráp từng mẫu thành từng mẫu nhà thôi, sau đó mình còn phải làm thành một mô hình thành phố nữa. Còn con này đi ngồi cưỡi ngựa. Đâu? Ngồi cưỡi ngựa. Rồi, người cưỡi ngựa. Còn đây là người chăm sóc thú cưng. Không phải. Nhà chó. Con này là bảo vệ ở khách sạn kia, con này đi coi chó. Trời, bảo vệ khách sạn đi coi chó luôn. Còn đây nè, cô này đang làm gì đây? Cô này đang chăm sóc chó. Đó, cắt lông nè, tắm rửa nè. Còn đây, hai bạn này đang làm gì? Bạn này đang chuột ba tin. À, chuột. Bạn này chuẩn bị chuột cho đây. Ừ, chiu chiu. Còn đây con ngựa, người ta cưỡi ngựa phải có cái chuồng ngựa nữa nè, không? Đây là chuồng của con. Đó, đây là một mình đã gần hoàn thành xong rồi. Còn những cái miếng ráp này nữa. Ni ơi, cái này để làm gì vậy Ni? Nè con. Rồi, công trình của hai chị em mình đã chuẩn bị hoàn tất rồi nha. Bây giờ chỉ là ráp mô hình, bắt đầu tới công đoạn ráp mô hình. Chúng ta đã có 1 2 3 4 5 6 7 7 mẫu nhà, 7 8 mẫu nhà. Xe kem, nhà nuôi thú. Rất là nhiều, hai chị em đang ráp thành một cái con phố có đầy đủ các nhà, có công viên, có con người. Hai chị em nhìn nè, công trình của mình sắp hoàn thành rồi. Đó, tí nữa là sẽ có thành một thành phố nha cả nhà ơi. Rồi, hai con làm được gì rồi? Dạ, có hai con được làm được một cái ngôi nhà có hồ bơi với nhà ăn. Với một cái căn biệt thự. Nhà ăn. Với lại. Đâu xe đâu, xe cổ đâu. Xe cổ đây. Rồi. Nhà bơi nè. Có người bơi. Có hai cái xe đạp với lại một cái xe ô tô. Có nhà ở. Còn có một đài phun nước. Còn có một cái nhà ở nhỏ nữa. Đây là bộ ráp của Ngọc tặng mình.